Lord in prayer. Là chúng ta cùng đến với Chúa và cùng cầu nguyện chung với nhau. Lord, we continue to bless you. Lạy Chúa, chúng con tiếp tục chúc tụng danh của Ngài. We bless you all times. Your praise will continue in our mouth. Lạy Chúa, con chúc tụng danh của Chúa và sự ca ngợi Chúa luôn luôn ở trên môi miệng chúng con. We give thanks and praise you what you're going to do in and through our lives. Chúng con tạ ơn Chúa về những gì Chúa đang làm ở trong đời sống của chúng con và qua đời sống của chúng con, thưa As Chúa. we sit under your feet, Lord Jesus, teach us your word. Lạy Chúa, đang khi chúng con ngồi dưới bệ trơn của Ngài, xin hãy dạy dỗ chúng con lời của Chúa. Give us understanding Dạy chúng con, ban chúng con sự khôn ngoan thông hiểu. and obedient heart of God. Ban chúng con tấm lòng vâng lời Chúa, thưa Chúa. We pray in the name of the Lord Jesus Thưa Christ. Chúa, con cầu nguyện điều này nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Yeah, Amen. quickly on John Wesley teaching on giving. Chúng tôi sẽ nói rất là nhanh liên quan đến sự dạy dỗ của John Wesley về sự dâng hiến. Yeah, you know John Wesley was a man of God, a man whom God used powerfully. Anh chị em biết rằng là John Wesley, ông là một người được Chúa sử dụng chức vụ giảng dạy rất là đầy quyền năng. And both he and his brother, God used them. Và cả ông lẫn người anh em của ông là Charles Wesley được Chúa sử dụng. But John Wesley more on the teaching part. John Wesley thì lại thiên về phần giảng dạy nhiều hơn. For Charles Wesley more on the hymnal part. Còn ông Charles Wesley thì thiên về việc là sáng tác thánh ca nhiều hơn. Another person, we may not remember him, is called George Whitefield. Rồi một cái người khác cũng cùng thời của họ là George Whitefield. George Whitefield, the Lord used him powerfully in the awakening in the USA. George Whitefield là được Chúa sử dụng rất là lớn lao tại bên Hoa Kỳ vào trong cái cuộc đại tỉnh thức ở tại Hoa Kỳ. Basically, he was a soul winner. Về cơ bản, ông George Whitefield, ông là một cái người chinh phục linh hồn tội nhân hư mất về cho Chúa. Yes, but John Wesley on the teaching part, Thì khi mà ông John Wesley làm công tác của người là dạy dỗ lời của Chúa, his teaching is very simple about money. thì có sự giảng dạy của John Wesley rất là cơ bản liên quan đến tiền bạc. Earn as much as you can. Sự giảng dạy đó là gì? Đó là kiếm tiền hay là gọi là làm ra tiền bạc của cải nhiều nhất có thể. Like I said earlier, do it in the proper way. Như tôi đã nói với anh chị em trong tiết trước, đó là mình cần phải làm điều đó một cách đúng đắn. Don't cheat just to make money for God. Đừng có lừa gạt, đừng có lừa đảo để chỉ có tiền để rồi mình gọi là nhân danh cho chuyện là dâng tiền lên cho Chúa. The Lord must be glorified in our lives. Khi mình làm như vậy thì rõ ràng Chúa không có được tôn cao, Chúa không có được dâng vinh hiển trong đời So, sống của where is making of money, God has been glorified. mình. Nên ngay cả trong cái quá trình mà mình làm ra của cải hay là kiếm tiền như vậy thì chúng ta cũng phải đảm bảo rằng là Chúa phải được vinh hiển qua cái công việc hay là qua cái suốt cái quá trình chúng ta làm ra của cải đó. He doesn't need our help to help him. Chúa không cần chúng ta phải gọi là giúp Chúa, vì Chúa túng thiếu quá, Chúa nghèo quá, chúng ta phải giúp Chúa, không phải như vậy. When you try to help the Lord, it's a work of flesh. Khi mình giúp Chúa kiểu đó thì chỉ là công việc của xác thịt mà thôi. Remember, Abraham was promised by God to have many heirs, many descendants. Anh em nhớ rằng Chúa đã hứa ban cho Abraham có nhiều con cháu, dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời, như các dĩa biển. After waiting for a long time, Sau khi chờ Chúa thời gian dài, they start to doubt what the Lord can do for them. và ông bắt đầu nghi ngờ về những gì mà Chúa có thể làm cho ông và vợ của ông. They look at their bodies and say, how can we have babies? Bây giờ họ nhìn vào nhân thân thể của họ và tự hỏi rằng là bây giờ làm sao mà có em bé nổi nữa. So Sarah has Nên là Sarah a nghĩ ra một ý tưởng, very mà good cái ý idea. tưởng này hay nè Take my Egyptian maid. She become produce maybe from fast. anh thấy đứa hầu gái của em không, cứ ở với đứa con hầu gái của em, biết đâu là nó sinh ra được đứa con cho hai chúng ta. They try to help God. Nghĩa là Sarah cố để giúp Chúa, Amen. It doesn't work. nhưng mà giúp Chúa kiểu đó là không có hiệu quả đâu. Today you read that the enmity between the Arabs nation and the Jewish nation is a good Ngày hôm nay chúng ta nhìn vào cái sự thù địch giữa cái khối Ả Rập, dân Ả Rập với lại dân Do Thái, đó là một cái minh chứng rất là rõ ràng về cái việc mà con người cố gắng để giúp Chúa theo cách xác thịt. example. The conflict is still there. Bây giờ đến ngày hôm nay mà cái sự xung đột vẫn còn tại You đó. talk about maybe 3-4,000 years ago. Bây giờ cái chuyện này, chuyện xảy ra cách đây 3-4 ngàn năm rồi chứ đâu phải là chuyện mới đấy. Because this man decided to listen to his wife's advice. Bởi vì ông Abraham lúc đó đã chịu, đã muốn nghe theo cái lời khuyên của vợ And of course, the main reason he also in doubt mình. of Và God. thật ra thì chính ông Abraham lúc đó cũng đã nghi ngờ
lời hứa của Chúa rồi, chứ không phải là đổ hết cho vợ của ông đâu. Amen. So we don't follow Sarah and Nên chúng ta không có làm theo cái gương của Abraham và Sarah trong cái trường hợp đó. So we earn as much as we can God's way. Thật ra chúng ta có thể kiếm ra nhiều tiền bạc của cải nhất có thể, miễn là theo cách thức đường lối của Chúa. God can bless you even you do God's way. Chúa vẫn có thể ban phước cho anh chị em khi anh chị em làm theo đường lối của Chúa, cho Maybe dầu là nó không có vẻ như là nó không có được tốt bằng cái cách thức con người. it may be disadvantageous in the beginning. Có thể là ban đầu mình làm theo đường lối của Chúa như vậy, mình gặp nhiều cái bất lợi. My own life, I was a businessman before. Cá nhân của tôi từng là thương gia trước đây mà. I follow the ways of the world how to do business. Trước đây tôi đã từng làm theo cách của đời này, của thế gian này, trong cái việc mà mình làm ra của cải. There are two ways that I did not please God. Có hai điều mà tôi làm lúc đó mà nó không làm hài lòng Chúa đâu. I was not a Christian and I become a businessman. Và lúc đó tôi chưa có tin Chúa và tôi đã trở thành là thương gia rồi. So when I become a Christian, I start to learn from God His way. Rồi khi tôi bắt đầu tin Chúa thì tôi bắt đầu từng bước như vậy học theo đường lối cách thức của Chúa. The few things I did very wrong as a normal non-Christian businessman. Thì có một vài điều tôi làm rất là sai trật. Tôi làm giống như là những cái thương gia mà không tin Chúa vậy đó. I used to Trước đây là tôi vốn là cái người mà đi gọi là đi gạt, đi lừa người ta. I was in a very competitive business. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái công việc kinh doanh của tôi nó mang tính cạnh tranh rất là cao. Everybody has to cheat. You don't cheat, you cannot survive the low price. Có nghĩa rằng là tất cả mọi cái người trong cái ngành nghề của tôi họ phải lừa thôi, họ phải giống như là cân gian thôi, chứ mà họ không có xài cái cân mà nó gian, cân dối thì họ không thể nào sống sót được trong cái ngành kinh doanh của chúng tôi. We call that false weight and measurement. Kinh thánh thì gọi đó là gì? Kinh thánh gọi là cái trái cân giả dối hay là quả cân gian dối đó, để làm gớm ghiếc cho Đức Sơ. Và When I start reading the Bible, I realize the book of Proverbs, God is abomination to God when you have false scales and false measurement. thành ra khi mà tôi đọc kinh thánh trong Châm Ngôn, tôi bắt đầu nhận ra được rằng là kinh thánh nói rõ về việc cái sự quả cân giả dối hay là cái cách thức đo lường gian dối đó, là một điều ghê tởm, là điều gớm ghiếc đối với Chúa. Another serious way is like Một cái điều khác nữa rất là trầm trọng mà tôi đã làm lúc mà tôi kinh doanh đó là tôi đã hối lộ. You have to bribe many people. Mình phải hối lộ nhiều người thì mình công việc mình trơn tru được. That's Đó là mình gọi là mình đó là dịch vụ của mình, mà đó là cái cách mà mình vận hành cái dịch vụ của mình là mình phải có tiền bôi trơn đó. I struggle with that. Tôi cũng gặp tranh chiến nhiều liên quan đến cái vấn đề hối lộ này. Even one point I would say, God, I'm not, the Lord hates people who receive bribe. Thành ra có một thời điểm kia tôi nói với Chúa, tôi thưa với Chúa, Kinh Thánh nói rất là rõ về cái Chúa ghét cái kẻ mà nhận hối lộ. I said to the Lord, I did not receive it. Tôi nói, tôi thưa với Chúa, Chúa ơi, con đâu có nhận hối lộ đâu, con chỉ có đưa hối lộ thôi chứ con không có nhận. And what did the Lord say that the giver is as guilty as the receiver? Thì Chúa phán với tôi rằng cái người mà đưa hối lộ với kẻ nhận hối lộ thì nó đồng loại với nhau, nó tội như nhau thôi. So I stopped that. Nên tôi dừng lại, tôi không còn đưa hối lộ I nữa. told my customer, I told my principal. Thì tôi phải nói với lại khách hàng của tôi nói với lại sếp của tôi. This was the last time I give you the money. Tôi nói rằng là đây là lần cuối cùng tôi đưa tiền cho ông đó nha. After that, I cannot give any more money. Tôi không còn lần sau là tôi không có đưa tiền cho ông kiểu này nữa đâu, tôi không có gọi là đút lót kiểu này nữa. I have to follow my Tôi Bible. phải là làm theo lời kinh thánh của tôi thôi. It's foolishness. Nói câu đó đi xong tự nhiên thấy mình có vẻ ngớ ngẩn. And what did my customer and my principal say? Và anh chị biết là cái những khách hàng của tôi lúc đó họ nói gì không? This is the real world. We cannot support you anymore. Ông nói là bây giờ thế giới này là thật thôi, thật sống thực tế đi. Ông mà làm kiểu đó là tụi tôi không có làm ăn với ông nữa đâu cả. Let me tell you, I was in fear and trembling. Tôi nói thật lòng với anh chị em, lúc tôi nói câu đó xong là tôi cũng sợ, tôi cũng run, run cầm cập luôn đó. You understand? Because I'm not the only shareholder. Thì tôi muốn anh chị em hiểu được vấn đề là tôi không chỉ là cổ đông ở trong cái tập đoàn. I have big shareholders. Thật ra tôi là một cái cổ đông lớn trong cái They tập đoàn. don't care what I do as long as I bring in the numbers according to my budget. Trong cái tập đoàn tôi họ không cần biết anh làm cái kiểu gì thì kệ anh, miễn sao là cái ngân sách của công ty nó phải đảm bảo. But to God be all the glory. Nhưng mà đối với Chúa thì Ngài muốn nhận được cả tất cả mọi vinh quang. I did lose business.
Tôi chia sẻ lời lần trước này lại cho em biết được rằng lúc đó tôi có mất những cái mối làm ăn. But the Lord give me new business that don't need money. Nhưng mà Hallelujah. Chúa ban cho tôi những cái khách hàng mới là những cái khách hàng mà không có cần tôi đút lót hối lộ. That's why I dare to speak to you like that. Rồi bởi cái đó thì tôi có thể ngồi đây chia sẻ cho anh chị em điều này. God is definitely on our side when you are on his side. Một khi anh chị em đứng về phía Chúa thì Chúa luôn luôn đứng về phía anh chị em. Temporarily you may suffer a setback. Có thể tạm thời lúc đó là chúng ta giống như là bị mất những cái mối làm ăn của chúng ta. We are not people on earth temporarily. We're going to live for eternity, right? Nhớ là chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta không có sống cho cõi tạm trên đất này, chúng ta sống cho cả cõi đời đời. So I try to live by the word of God. Thành ra nó tốt nhất là chúng ta phải sống là sống theo lời Đức Chúa Trời. As I follow the Lord will never make me, he will not disgrace me. Thành ra khi mà tôi bước theo đường lối của Chúa thì Chúa không bao giờ bỏ rơi mình cả. I remember one time that we have a annual general as a meeting among the directors. Thì tôi nhớ là có một cái buổi kia thì là một buổi họp của những cái gọi là giám đốc của những cái chi nhánh đó. I remember even my German director came attend the meeting. Thì tôi nhớ là lúc đó ngay cả ông chủ tịch tập đoàn là cái ông người Đức á, ông có tham dự trong cái buổi họp And đó. we were doing so well that they give me a congratulation. Lúc đó là bởi vì tôi làm ăn rất là giỏi, nên thì họ gọi là có cái giờ để gọi chúc mừng tôi, gọi là tuyên dương tôi trước cả các giám đốc của các chi nhánh khác nhau. I say it's not me, it's my God who gives us the business and gives us the money. Thì tôi đứng lên phát biểu, tôi nói đó không phải là bởi tôi đâu, nhưng mà bởi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho những cái mối làm ăn cũng như là sự phát đạt ở trong vấn đề tạo nên doanh thu cho công ty. And they told me we cannot put in the minutes, you know. We cannot write Cái giờ đó thì chúng ta hiểu được rằng là không 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 có ghi chép xuống. it down. I say, never mind, as long as Thì tôi mới nói rằng không sao, không có ghi chép xuống trong cái văn bản cuộc họp thì cũng không sao. Tôi đứng lên tôi phát biểu là được rồi, không cần phải ghi vô biên bản cuộc họp là cái gì. Tại vì thông thường họp á là họ có ghi biên bản cuộc họp. Những cái phần tôi phát biểu thì họ không có ghi được vô biên bản cuộc họp. Nhưng tôi nói không sao hết, khỏi ghi đi, tôi nói là được rồi. So it's important for us to be witnessing for the Lord. Thì ít ra tôi có cơ hội để tôi làm chứng về Chúa. I was in fear and trembling. Trước đó tôi run lắm, tôi sợ lắm, sợ mất mối làm ăn. You know, I had 10 sales managers under me. Ở dưới tôi là có khoảng 10 gọi là quản lý và When bán I hàng. become a Christian, I have to change my way with them. Nhưng mà bây giờ tôi tin Chúa rồi, bây giờ tôi phải thay đổi cách thức mà tôi đối xử với họ. They said there's no more entertainment woman. Don't give them woman anymore. Tôi mới nói với họ rằng là bây giờ là tôi sẽ không có cung cấp phụ nữ cho mấy anh nữa đâu, tôi không có biếu mấy anh mấy cô gái nữa đâu, thành ra mấy anh có làm ăn có giỏi cỡ nào thì cũng không có gái cho mấy anh đâu. They said, how can we do that, boss? Mấy cái người quản lý của tôi mới nói sếp 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 làm gì sao được sếp. I said, my God will supply. Tôi mới nói với mấy anh rằng là Đức Chúa Trời tôi sẽ là đấng cung ứng mọi điều nhu cầu, đáp ứng mọi nhu cầu. Có nghĩa là gì? Đây tôi giải thích, nghĩa là tôi phải chi tiền cho cái vấn đề những cái quản lý của tôi để quản lý của tôi cung cấp phụ nữ cho những cái khách hàng. Bây giờ tôi nói với quản lý rằng là bây giờ tôi không có chi tiền cho cái vấn đề đó nữa. Thành ra mấy quản lý của tôi nói là vậy làm ăn làm sao mà nó trôi chảy được. Thì tôi mới nói với quản lý của tôi rằng là Chúa sẽ là đấng cung ứng tất cả mọi điều. You think it's Anh chị em nghĩ là kiểu đó làm như vậy dễ không? easy? I was telling, don't worry, my God will Thì tôi nói với quản lý của tôi là đừng có lo, Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp tất cả những cái nhu cầu có cần cho công việc kinh doanh làm ăn của chúng ta. When they don't meet the target, I say, boss, you're the one who say. Thế là khi mà các quản lý của tôi mà họ không có đạt được cái chỉ tiêu của công ty đặt ra, họ nói sếp 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 chịu trách nhiệm nha, sếp nói Đức Chúa Trời cung cấp tất cả mọi điều có cần của công ty mà bây giờ doanh thu không đạt được chỉ tiêu đặt ra là do sếp chịu trách nhiệm đó. Amen. But Amen. the Lord look at me. I better help him. Better help him. The Lord will look at me and say, this son, I better help him, otherwise he's in trouble. Thành ra nói trong trường hợp đó tôi đứng về phía Chúa thì Chúa rõ ràng Chúa nói rằng là cái đứa con này của ta là đứng về phía ta vì ta chắc chắn là phải giúp đỡ đứa con này, nếu không là nó sẽ gặp rắc rối đúng không? Nhân viên nhân sự ở dưới là bắt đầu là phản kháng.
Thành ra bây giờ Chúa sẽ phải Chúa bù giúp tôi bởi vì tôi đứng về phía Chúa. Yeah. I didn't know the time when I start to obey the word of God, I was making Jesus Christ my Lord. Thì lúc đó tôi cũng không có hình dung ra được rằng là khi mà tôi bắt đầu vâng theo lời của Chúa như vậy thì thực chất mà nói là tôi đã thật sự đặt để Chúa Giêsu là đấng chủ tại cuộc đời của tôi. This is the essence, the beginning of our Nên đây là cái điều rất là quan trọng của cái khởi đầu mà tôi sau khi tin Chúa mình cần phải có cái quyết định, nhưng mà nghĩa là mang tính bước ngoặt cho cuộc đời của mình như vậy. When the word of God become your mirror, Khi mà lời của Chúa trở thành cái tấm gương để chúng ta soi mỗi ngày and you start to obey và him, chúng ta bắt đầu vâng theo lời của Chúa, you're making him slowly but as the Lord of your life. mình từng bước từng hồi từng lúc như vậy mình để Chúa thật sự là đấng chủ tể cuộc đời của mình. In the book of Revelation, there was a church. The Lord has to knock the door of the church before it can come in. Ở trong sách Khải Huyền có nói đến một cái hội thánh kia mà rốt cuộc Chúa Giêsu phải đứng ngoài cửa mà gõ để rồi hội thánh mới mở cửa ra cho Ngài, nghĩa là hội thánh đã không để Chúa Giêsu là đấng chủ tể. Many people use this scripture as a message for evangelism. Thì nhiều người họ dùng cái câu kinh thánh này để làm câu kinh thánh để dùng trong cái buổi truyền giảng. This is the wrong way to apply the word of God. Thì cái cách áp dụng kinh thánh theo như vậy là không có chính xác, bởi vì The cái câu này là Chúa nói là nói với hội thánh chứ không phải nói với người chưa tin Chúa. knock at the door of the church. You Rồi. knock at our Chúa Giêsu nói này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, mà nếu ai nghe là hội thánh á, nghe tiếng của Chúa. Đó là hội thánh là những con người cần phải nghe được tiếng của Chúa đàm phán với hội thánh. Why you need to knock the door? Tại sao Chúa Giêsu cần phải đứng ngoài cửa mà gõ đây? Because we shut him out. Bởi vì mình nhốt Chúa ngoài rồi. He is not the Lord of the church. Ngài đấy ra ngài phải là đấng chủ tể của cả hội thánh. Because we decide to be the Lord of the Nhưng church. mà nhiều khi mình quyết định là mình phải nắm quyền gọi là bá chủ rồi. You remember you same thing. Individually it's the same. You say, don't come in, Lord. I want to be my own boss. Nhiều khi điều này nó cũng mang tính cá nhân, có nghĩa là mình nói với Chúa, thôi Chúa chờ ở ngoài đi để con dàn xếp chuyện này, cái này chuyện của con. Để con dàn xếp xong rồi Chúa muốn làm gì Chúa làm. Đó là nghĩa là mình tự mình làm chủ tể, là bá chủ rồi. Amen. When you start doing that, the Holy Spirit is not in the church. Khi mình làm cái kiểu đó, mình đối xử với Chúa như vậy trong hội thánh thì rõ ràng là Chúa Ngài không có toàn quyền trong hội thánh của Ngài. That's why you find the churches sometimes you visit is very dry. Đó là lý do vì sao nhiều khi mình đi thăm hội thánh nơi này nơi kia mình thấy là hội thánh khô hạn lắm. You're going for the form of godliness, denying the power of God. Bởi vì nhiều khi hội thánh rơi vào tình trạng là có giữ hình thức của sự tinh kính nhưng bên trong chối bỏ quyền năng của sự tinh kính. When the power of God is in your church, there will be freedom to do Là things. khi mà quyền năng của Chúa được hành đầu khai phóng trong hội thánh như vậy thì hội thánh sẽ kinh nghiệm sự tự do. You understand, we are not religious officer Anh nhớ là chúng ta không phải là một cái tổ chức mang tính tôn giáo mà thôi. only. Yeah, we want to just perform baptism. Chúng ta phải đến đó, chúng ta vô hội thánh để rồi cử hành nghi lễ về bắp tem nước mà thôi. Making long Rồi cầu nguyện một cái lời cầu nguyện thật là dài dòng như là tụng kinh, không phải. prayers. Bearing the date. Rồi mình Bearing the two people. rồi làm lễ an táng hay là làm nghi lễ rồi chôn cất người chết, không phải, chỉ là như vậy thôi. This is a small part of the Đó church. chỉ là một phần nhỏ của hội thánh. The church is vibrant. Hội thánh không phải là hội thánh sống đâu. It's expression the Holy Spirit want to do in the world. Và biểu lộ ra những gì mà Thánh Linh của Chúa đang muốn hành động trong thế giới này. If he shut out from the church, then he will not come to Nếu mình cứ nhốt Chúa bên ngoài như vậy thì rõ ràng Chúa không thể nào vào và Ngài gọi là lãnh đạo thánh của Ngài được. The other churches that will demand, need the power of the Và có những hội thánh khác thì họ rất là mong muốn và khao khát có quyền năng thánh linh của Chúa. Spirit. Amen. It's a time of surrendering to the Lord. Và biến quay trở lại, đây là thời điểm để chúng ta phải đầu phục đời sống của mình cho Chúa. Because when he's not the Lord of your life and not your church, there is no power, there's no grace flowing. Nên nếu như mà hội thánh không có, nhưng mà Chúa không phải là đấng chủ tể, không phải là đấng cai quản hội thánh của Chúa thì hội thánh của Chúa cũng sẽ không có quyền năng, rồi không có sức sống tuôn chảy gì cả. We need the grace and the power of God. Tất cả chúng ta đều cần phải có ân điển mà cần có quyền năng của Đức Chúa Trời. It's all available Và through the Holy Spirit. tất cả những điều đó được sẵn ban chúng ta qua Đức Thánh Linh. Amen. We Amen. need him. Chúng ta cần ai? Not to save us to go to heaven. Không phải chỉ để là cứu chúng ta để đưa chúng ta lên thiên đàng mà thôi. We want to move through our Ngài muốn hành động qua đời sống ta. life. We may be earthly vessel. Để rồi chúng ta như là những chiếc bình bằng đất vậy đó. But Lord chooses to use us to do the works. Nhưng mà Chúa thì dùng chúng ta để làm công việc của Ngài. He can use the
angel to preach the gospel. Tự nhiên Chúa có thể dùng thiên sứ để rao giảng phúc âm được mà. Because then he chooses you and me to preach the gospel. Nhưng mà thay vào đó Đức Chúa quyết định dùng chúng ta, anh chị em và tôi để làm những con người đi ra rao giảng phúc âm của Chúa. Well, we are nothing to compare to an angel, you understand? Tất nhiên là nếu mà nói về cái sức lực, sức mạnh thì chúng ta không có gì so sánh được với thiên sứ đâu. In the book of Isaiah, one angel can kill 185,000 soldiers. Ở trong kinh thánh của ước nói về một thiên sứ thôi thì sau một đêm là giết 185,000 lính. I don't think we can kill anybody easily. Thôi về phố diện tự nhiên mà nói chúng ta đâu phải muốn giết ai là giết, về con người mà nói. But the Lord chooses to use you and me. Nhưng mà rõ ràng là Chúa quyết định Ngài dùng anh chị em và dùng tôi. Amen. The power and grace is always available to us. Và rồi Chúa sẵn sàng cung ứng tất cả quyền năng và ân điển của Ngài sống sẵn chúng ta rồi. He only comes when you make him the Lord. Nhưng mà rồi Chúa chỉ đến là hành động cái tự do khi chúng ta thật sự để Chúa Ngài là đấng chủ thể. Amen, thôi. Amen. We're not just going to heaven alone. Ở đây vấn đề chính yếu không phải là để chúng ta chỉ lên thiên đàng mà thôi. You know in the Bible how many deathbed salvation? Anh chị biết trong kinh thánh có bao nhiêu chỗ mà nói về những cái người mà họ nhận cái sự cứu rỗi khi mà họ trên giường bệnh chờ chết không? Only one. Chỉ có một trường hợp thôi. At the cross. Thập tự giá có tên tội phạm đó. There were two other, there were two thieves. Tại đó có hai tên tội phạm. Only one thief got saved. Thì là chỉ có một tên tội phạm được cứu trong hai tên đó mà thôi. He didn't have to do the good works. He just go to heaven. Cái tên tội phạm đó nó không có làm việc lành gì cả nhưng mà vẫn được tới thiên đàng. But the rest of us will do something. Nhưng mà bây giờ chúng ta ở đây chúng ta đâu phải là tên tội phạm đó đâu, nên chúng ta cần phải làm một điều gì đó. Because Ephesians chapter 2. Cái kinh thánh ở trong Ephesians chương số 2 nói. 8 to 10 talk about salvation. Câu số 8 cho đến câu số 10 cho chúng ta nói về biết về sự cứu rỗi. Talk about doing the good work the Lord has planned before he even started the world. Kinh thánh nói rằng là Chúa đã định sẵn chúng ta để chúng ta làm những việc lành mà Chúa đã chuẩn bị trước từ trước buổi sáng thế để chúng ta theo đó mà tiến hành. So these are the good work you and I have to do. Nên có những công việc lành mà Chúa đã chuẩn bị trước rồi chúng ta làm. We cannot do by the grace of God. Chúng ta không thể làm được những công việc đó nếu như không có ân điển của Đức Chúa Trời. We cannot be even holy without the grace of God. Chúng ta không thể nào sống đời sống thánh khiết nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời. But it's all available. Nhưng mà tất cả những điều đó đều có được cung ứng sẵn cho chúng ta nhờ ân điển của Chúa. You have to trust the Lord. Chúng ta cần phải tin cậy nơi Chúa. That's a lordship is very important. Nên quyền làm Chúa, làm chủ tại của Chúa Jesus Christ là cực kỳ quan trọng. Amen. 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 And there's a guy called John MacArthur. Có một cái lời hướng dẫn của một cái người học về Chúa tên là John MacArthur. I like his teaching. Tôi thích sự dạy dỗ của ông. A certain thing I don't like about him. Có nhiều một số điều tôi cũng không thích về ông này. He doesn't believe the gifts of the Holy Spirit. Ông này không có chịu tin vào ân Đức Thánh Linh. He's good in many things. Ông này giỏi trong nhiều chuyện khác. So when you hear from the teacher of the word, thành ra khi mà anh chị em nghe một cái người giảng dạy lời Chúa đó, you take the meat and throw the bones. Thì mình ăn cá mình nhớ lời xương. Amen. 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 Don't take everything. Chứ đừng có ăn tất cả coi chừng mình hóc xương. So John MacArthur teach us something very good. Thì ông John MacArthur ông dạy một số điều rất là tốt. You know, I call myself a reformed charismatic. Anh chị biết không? Tôi gọi tôi là gì biết không? Gọi là ân tứ cải chánh. Amen. Hay là ân Because tứ cải I believe in the gift of the Holy Spirit. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là tin vào ân tứ Thánh Linh. Because some charismatic teaching not so good. Nhưng mà phải thừa nhận mà nói là có một số sự giảng dạy của những người ân tứ không được tốt lắm. Quite shallow sometimes. Hallelujah. Rất là nông cạn. So we learn from the best teacher. Nên mình học là mình học những cái người giỏi nhất của những cái mặt họ giỏi. That's why you have the Bible, Ephesians 4, the fivefold ministry. Đó lý do vì sao chúng ta thấy trong Ephesians chương số 4 có nói về ân tứ chức vụ năm mặt. So if the church welcome different teachers of different office strength, strength, office, stream, and also office, Thì chúng ta chào đón những cái người lớn trong ân tứ chức vụ thuộc cái mình gọi là những cái dòng chảy mà nổi trội trong những cái phương diện khác nhau, dùng những cái chức vụ khác nhau mà Chúa đặt để trong thân thể Đấng Christ ở chung gọi là hội thánh phổ thông đó. Because, yeah, some church don't believe the fivefold office. Thì một số nơi họ cũng không có tin vào ân tứ chức vụ năm mặt đâu. Because they have fivefold office of purpose. Thật ra Chúa ban cho ân tứ chức vụ năm mặt như vậy nó có mục đích của Ngài. To equip the saints. Để trang bị các thánh đồ. For what? Cho cái gì? For ministry. Cho công tác phục vụ. So who do the ministry? Ai làm công tác phục vụ? Trong bản dịch truyền thống gọi là chức dịch đó. Chức dịch là phục vụ đó. Bây giờ ai làm công tác phục vụ đó? The saints. Cái thánh đồ. Who are the saints? Thánh đồ là ai? You are the saints. Thánh đồ đó. You are doing the work of the ministry. Chứ không phải là công tác phục vụ. Not a pastor to do it. Chứ không phải dầu hết tất cả lên vai của mục sư. The pastor is busy enough. Mục sư bận đủ rồi.
Can you imagine everybody in this room, you start to do the work of ministry? Anh chị hình dung thử xem tất cả mọi người trong phòng này đều làm công tác phục vụ Chúa How cả. Powerful it is. Thì quyền năng cỡ nào? And you take the gift of the Holy Spirit. Mà mình tận dụng tối đa những ân tứ Đức Thánh Linh. With the teaching of the truth. Cộng với là sự giảng dạy lời chân lý. You are able to move powerfully. Và mình bắt đầu hành động, bắt đầu vận hành một cách đầy quyền năng. Because you need many, many people to serve the Lord. Bởi vì mình cần rất là nhiều người hầu việc Chúa. So this, you teach, you talk about fivefold. So every there are streams, there are also offices. Thành ra chúng ta hiểu được rằng là trong những chức vụ khác nhau thì có những cái dòng chảy khác nhau mà Chúa dùng, và cũng như có những cái chức vụ khác nhau, những cái vị trí khác nhau nữa. Amen. So you take the best from them. Thành ra những cái người mà giỏi nhất trong những cái dòng chảy như vậy thì anh chị em nhận điều tốt nhất từ họ. For example, John MacArthur doesn't believe the gift of Holy Spirit. Ví dụ như ông John MacArthur thì ông này không có chịu tin vào ông tới Đức Thánh Linh. And he believed that anything is it's not of the Holy Spirit. Yeah, you know, any move is not Holy Spirit. Đó, ông tin rằng bất cứ cái sự chuyển động như vậy đó, thì không phải đến từ Đức Thánh Linh. It's true. Thì cũng có cái điều đúng, vì là không phải cái sự chuyển động nào, vận hành nào cũng là Đức Thánh Linh của Chúa. Điều đó cũng có yếu tố đúng nữa. Not every move is from the Holy Spirit. Không phải bất cứ phong trào nào hay là bất cứ cái sự vận hành nào là đều đến từ Đức Thánh Linh hết đâu. There are many false teachers and false teaching. Và rõ ràng cũng có rất là nhiều giáo sư giả, cũng giống như là rất nhiều cái sự giảng dạy giả sai trật đã len lỏi vào trong hội thánh rồi. There are many false prophets. Cũng có nhiều tiên tri giả nữa mà. False teaching, prophecy. Cũng có những gọi là giáo lý giả, rồi tiên tri giả, lời nói tiên tri giả cũng lên vào cho hội thánh nữa. So as a leader, you must get discernment from the Lord. Thành ra mình là lãnh đạo hội thánh, mình phải nhận lấy cái thông điệp của Chúa và cho hội thánh của mình. Amen. You don't Amen. Call anybody in. Chứ không phải là ai đến mình cũng chào đón, mời gọi vào hết. Just because he's in the YouTube, he's very popular among the YouTube people. Không phải là cái ông đó nổi tiếng trên YouTube rồi bây giờ mình mời cái ông đó vì ông đó có nhiều người xem trên YouTube. Yeah, many YouTube teachers false to be false teachers, false prophets. Rất là nhiều cái người rất là gọi là nổi tiếng trên YouTube nhưng mà họ là giáo sư giả và họ là tiên tri giả. That's why the Bible says, "Do not despise prophecy, but test." Đó lý do mà Kinh Thánh nói rằng là đừng có khinh dễ các lời tiên tri, nhưng mà hãy suy xét, xem xét tất cả mọi việc, cái gì tốt lành thì giữ lấy. How do you test them? Bây giờ làm sao mình tra xét, làm sao mình suy xét những điều đó đây? By the fruit of their life. Qua bông trái của cuộc đời của họ. Amen. Amen. Are they greedy people? Mấy người đó có tham hay không? Are they covetous people? Đó là không phải là người tham lam tiền bạc hay không? Okay, every meeting they talk about money. Không phải một nhóm nào mở miệng ra tôi nói tiền không? Be careful. Cẩn trọng, cẩn thận mấy người đó. Last 2 days talk about money. Trong 2 ngày qua mình có nói về tiền đó. Amen. 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 But we must talk about money. Tất nhiên mình cũng nói về tiền đó. Because the Bible talk about money, we talk about money. Bởi vì Kinh Thánh có nói về tiền đó, mình phải nói về tiền. Amen. We cannot run away. Mình không thể nào né cái chuyện nói về tiền đó. But we must know from the Bible what the Bible talk about money. Nhưng mà mình phải biết rõ Kinh Thánh nói gì liên quan đến tiền. Amen. So we welcome this fivefold minister to come. Nên mình chào đón các ân tứ chức vụ năm mà đến trong hội thánh. They will teach different style. Tất nhiên họ có những cái phong cách giảng dạy khác nhau. For example, my teaching usually quite prophetic. Ví dụ như cách giảng dạy của tôi nó thường nó mang tính tiên tri nhiều hơn. It will flow. Nó mang tính là nó phải tuôn chảy nhiều hơn. For the needs of the people. Để liên quan đáp ứng nhu cầu cấp bách của cái người ở tại đó. A teacher will teach very closely to what he has planned for. The teacher will teach what he has planned. Trong khi đó những người gọi là ơn giáo sư ấy, thì họ có soạn sẵn cái giáo trình nào thì họ phải giảng theo hay là dạy theo cái giáo trình của họ đã soạn ra. Hey, apostle will talk about, oh, we must do the plan of God. Còn sứ đồ thì luôn luôn nói là tất cả gì chúng ta hướng đến phải là theo như kế hoạch mục đích của trời. Same, then you go every day, go. Sứ đồ lúc nào cũng đó. Đi phải đi ra đi ra. But the pastor will say differently. Nhưng mà là người ơn mục sư thì giảng dạy theo kiểu khác. Yeah, they talk about, must care for the sheep and so on. Mục sư thì nói là mình phải chăm sóc bầy chiên của Chúa. Different anointing, you understand? Để mình hiểu được rằng là những cái sự sức dầu nó mang cái khía cạnh khác nhau. That's why you benefit from the fivefold ministry. Nên mình được ích lợi qua ân tứ chức vụ năm mặt là như vậy. But the trouble today, there are many false teachers. Nhưng mà cái điều rắc rối ngày nay là có quá nhiều những giáo sư giả. And then the thing is to know whether the person, the key thing check beside the fruit of the by the fruit. Is what? Who are they glorifying? Bên cạnh cái việc là mình kiểm tra về bóng trái của họ, về phẩm chất của họ, thì có một điều khác nữa là mình có thể kiểm tra một chức vụ dựa trên là những cái người đó đề cao ai, tôn cao ai, đề cao ai. Do they glorify?
glorify themselves. Mấy người đó có đang đề bạt chính bản thân mình lên không? I am the greatest man on earth. Ồ, tôi là người vĩ dạ, được rồi, sức giàu nhất cái thế giới rồi nha. You will catch him because by the abundance of your mouth, the heart, the abundance of the heart, the mouth speaks. Kinh Thánh cũng nói mà cái điều đầy dạy trong lòng thì sẽ miệng sẽ nói ra thôi. Amen. The Đó Lord is là very clear about his word. Chúa rất là rõ ràng trong lời của Chúa. Even signs and wonders, the same thing. Cũng như dấu kỳ phép lạ cũng giống như vậy thôi. And the other thing I want you to know, when you feel there's a check in your spirit, Một điều khác tôi muốn anh chị lưu ý là khi anh chị nghe một ai giảng mà anh chị thấy có gì khẩn khẩn, lấy cái gì gọi là nó gọi là trong tiếng Anh gọi là check, nó nghĩa là có nhiều gì nó bị khẩn lại trong lòng của mình. Mình thấy cái vụ này có gì không ổn đó là mình phải kiểm tra lại liền. it's the Holy Spirit trying to tell you something is wrong. Khi là Đức Thánh Linh nhiều khi đang muốn nhắc nhở mình có cái gì đó không ổn nơi cái vị này rồi. Then you go and check with him. Thì mình mới đầu đến với Chúa hỏi Chúa ơi, có gì không ổn cho Chúa cho con biết. And we follow the brethren example, search the Thì giờ mình học cái tấm gương hồi tánh tại scripture. Bê-rê, có nghĩa là gì? Mỗi ngày như vậy mình tra xem Kinh Thánh. Amen. You cannot just take the word for granted. Chứ không phải là ai cho cái gì mình cũng là ăn hết, mình cũng nuốt hết tất cả mọi thứ, không phải. Amen. And the gift always glorify God. Nhớ là ân tướng đến từ Chúa luôn luôn là tôn cao Chúa, luôn luôn dâng vinh hiển lên cho Chúa. And edify the people. Và đem cái sự gây dựng đến cho con dân của Chúa. And when you don't get edified, Mình nghe nghe cho đã đời, mình thấy cuối cùng là không được gây dựng gì cả. Every time the guy preach, I come, you feel not edified. Mỗi lần mình nghe cái ông nó giảng, mình trong tâm tâm linh mình không được gây dựng gì cả. Then you check with the Lord. Mình đến với Chúa, mình hỏi Chúa, sao con nghe ông này giảng mà con thấy được gây dựng gì hết? Amen. So this is what how we handle the teaching from people. Nên đây là cách để mình biết cách để mình xử lý về những cái sự dạy dỗ và mình tiếp thu như thế nào với những sự dạy dỗ từ những người khác nhau. Yeah, so this guy John MacArthur says, thì bây giờ cái ông John MacArthur ông nói như thế này đây. Some people buy the fire insurance. Có những người họ muốn mua bảo hiểm hỏa Yeah, because he want to go to heaven, he doesn't go to hell. Bởi vì sao? Bởi vì họ muốn lên thiên đàng, họ không muốn đi xuống hồ lửa nóng lắm, họ không muốn đi. Yeah, this is not the Lordship. You're not making Jesus Christ the Lord. Gọi là cái gì? Có nghĩa là họ muốn tin Chúa để lên thiên đàng như và cái cách là giống như là họ mua bảo hiểm hỏa hoạn cái kiểu đó. Chứ thật ra họ không có muốn để Chúa Giêsu là đấng chủ tể cuộc đời của họ, mà họ chỉ muốn thoát ra khỏi địa ngục mà thôi. You make him your travel agent. Mình giống như là mình muốn để Chúa giống như là cái công ty hướng dẫn du lịch của mình để đưa mình lên thiên đàng cho nó an toàn đó, chứ còn mình không có muốn để Chúa như là đấng chủ tể là vua cuộc đời của mình. Amen. Be very careful. Don't make him the travel agent. Nên ra mình phải cẩn trọng, mình đừng có biến Chúa của mình thành là công ty gọi là công ty du lịch, mà mình phải để Chúa là đấng chủ tể cuộc đời của mình. Another good example, we must always submit to the Lord. Và điều quan trọng mình luôn cần phải luôn luôn lưu ý là mình phải luôn luôn đầu phục Chúa. Yeah, you don't question what he say, you just obey. Chứ đừng có ngồi thắc mắc rồi chất vấn Chúa về chuyện này chuyện kia, mà phần cần phải học để vâng lời Chúa. Because our desire is to please him. Bởi vì cái lòng khao khát chúng ta là luôn luôn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Like I always say, you please the Lord by the faith that you are having in your life. Như tôi đã nói anh chị em, đó là chúng ta làm hài lòng Chúa bởi đức tin chúng ta tin cậy nơi Chúa trong đời sống chúng ta. You please the Lord by doing his will. Chúng ta làm hài lòng Chúa qua việc chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Because the will is the word pleasure. Bởi vì sao? Bởi vì làm theo ý muốn của Chúa, mà ý muốn của Chúa là điều Chúa vui thích. And when you say you love God, you must obey him. Thành ra mình, khi mình nói mình yêu Chúa thì mình cũng cần phải vâng lời Chúa nữa. Amen. This is a Amen. Simple way to follow the Lord. Nên đây là cái đó đơn giản, nhưng bởi đó mình đi theo Chúa. Yeah, when you start, you and also desire to move with the Lord. Nghĩa là lòng mình khao khát là mình đồng đi với Chúa. So there are two ways to move the Lord. Có hai cách để mình đồng đi với Chúa. Is to serve him what he planned for your life. Đầu tiên là mình là bước theo Chúa, hầu việc Chúa theo như cái kế hoạch mà Chúa đã định sẵn cho đời sống của mình. Like I mentioned again and again, many people want to do the will of man, not the will of God. Như tôi từng đề cập hết lần này lần khác cho quý ông bà anh chị em là nhiều người cứ tập trung làm theo ý của người khác chứ còn không có tập trung để làm theo ý của Chúa. Yeah, very good example. People want to be a doctor because the father is a doctor. Ví dụ như là một ví dụ cơ bản là có những người họ muốn làm tiến sĩ, làm bác sĩ là bởi vì cha của mình là tiến sĩ, cha mình là bác sĩ nên là muốn là cha truyền con nối vậy thôi. That's the father, not you. Thì cái đó là cha của mình muốn mình làm bác sĩ hay là tiến sĩ chứ chưa chắc là mình thật sự cần phải làm bác sĩ hay tiến sĩ. Even the father may not be doing the father's will, God's will. Nhiều
khi là ông cha ông làm tiến sĩ bác sĩ cũng chưa chắc là làm theo ý Chúa nữa. He's what we call doing the permissive will of God. Nhưng mà chúng ta trên đánh cũng nói là liên quan đến kế hoạch, gọi là ý muốn Chúa cũng cho phép chuyện đó xảy ra. Amen, not the perfect will of God. Chứ thật ra đó không phải là ý muốn trọn vẹn của Chúa đâu. Another good example is in the ministry, many people want the son to be pastors. Rồi bây giờ liên quan đến chức vụ cũng vậy, có nhiều người là cha là mục sư cũng muốn là con mình cũng phải là mục sư giống mình. Amen, it's very typical. Đây là cái điều mang tính điển hình. In Singapore, even in the US, there are many father-son ministry. Ở bên Singapore cũng như là bên Mỹ đó, Hoa Kỳ đó thì có nhiều cái chức vụ giống như vậy là cha truyền con nối, có nghĩa là cha là mục sư rồi con cũng là mục sư rồi nối tiếp chức vụ của cha. There are two big mega church in Singapore, father-son ministry. Thì ở bên Singapore có hai cái chức vụ rất là lớn mà đều gọi là cha truyền con nối cả. Amen. The father started the church, the son take over. Nghĩa là ông cha là gọi là thành lập và hội thánh đó. Và người con là tiếp nối cái hội thánh đó là quá nhiều. And as a result, many of the pastors in that church, they leave the church. Và rồi về sau đó thì có nhiều mục sư ở trong hội thánh đó họ đã rời khỏi hội thánh đó. I don't know why they do that, but many reasons, of course. Tất nhiên là có nhiều lý do khác nhau, nhưng mà tôi cũng không biết chắc là lý do nào trong những lý do đó. And especially in Indonesia. Bây giờ đặc biệt là bên Indonesia. So Indonesia, we talk about big money. Indonesia là họ có nhiều cái nguồn lực về tài chính. Because in Indonesia to start a church you need to have an organization. Bởi vì bên Indonesia đó khi mà muốn thành lập một cái hội thánh thì cần phải có cái tổ chức. The organization, you can start church, you can start orphanage and so on. Khi có cái tổ chức rồi thì mình có thể thành lập được hội thánh, mình có thể thành lập được cái gọi là cái chỗ chăm sóc trẻ mồ côi. Because in Indonesia there are many rich Indonesian. Bởi vì Indonesia thì cũng có nhiều người giàu nữa. Not just rich but they have a group of rich enough believers. Không chỉ là những người giàu hay là siêu giàu mà thôi, nhưng mà họ có những cái gọi là cái hiệp hội của những người cơ đốc nhân rất là giàu. So the giving can be quite big. Và nó cái vấn đề dân hiến của họ là khá lớn, khá nhiều tiền. And many people are prompt to give because of the teaching of giving. Thì nhiều người được khích lệ để dân hiến là bởi vì có sự giảng dạy về vấn đề dân hiến ở trong cái hội thánh nói chung ở tại Indonesia. One of the teaching which is wrong, the more you give, the more you get. Thì một trong những sự giảng dạy là sai trật, có nghĩa là họ đó là muốn có tiền nhiều quá thì mình hãy dâng nhiều lên. Ý là dâng nhiều không phải là để thờ phượng tôn kính Chúa mà dâng nhiều để có nhiều tiền. Because they don't explain 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9 clearly. Bởi vì họ cũng không có giải thích lời Chúa cách rõ ràng ở trong Corinto nhì đoạn 8 đoạn 9 một cách gọi là rõ ràng. Yeah, there are two scriptures that talk about a lot about giving in 2 Corinthians chapter 8 and 9. Thì có nhiều cái phần có hai cái phần kinh thánh nhiều nhất ở trong Tân Ước nói về vấn đề dân hiến là được đề cập đến ở trong Corinto nhì đoạn 8 đoạn 9. So many of these preachers they preach and they become very wealthy. Hallelujah. Và rồi có nhiều cái người họ giảng dạy họ nhấn mạnh rất là nhiều ở trong đoạn 8 đoạn 9 này. Và rồi họ cũng trở nên giàu có. So they become very rich organization. Và nên có những cái tổ chức nó mang tính rất là giàu có. So in order to safeguard the interest of the organization in terms of money. Và bây giờ để có cái sự mà gọi là đảm bảo cho cái vấn đề cái nguồn thu càng ngày càng dịch thêm lên của tổ chức đó. So their relative, especially the son, was sitting there as a pastor. Nhiều khi đó là họ phải đảm bảo cho cái vấn đề là có nghĩa là có giữ cái nguồn thu như vậy, nên là họ muốn là cái mục sư là cha thì con của mình cũng phải là tiếp nối mình. It is okay provided the son has a calling. Tất nhiên là không sao nếu như người con cũng có sự kêu gọi để làm mục sư để tiếp nối cha. It is no calling, there's a problem. Nhưng mà nếu như người con không có sự kêu gọi để làm mục sư thì đó là rắc rối. Because with the calling comes the anointing. Bởi vì thế đi kèm với sự kêu gọi thì cũng có sự sức dầu nữa. Amen. Amen. So no anointing, how do you... there's a problem then. Nhưng mà giờ nếu như không có sự sức dầu thì đó là rắc rối to rồi. We depend not on anything but the anointing of God. Bởi vì chúng ta nương dựa là không phải là mình dựa trên bất cứ điều gì khác, chúng ta cần phải nương dựa đến sự sức dầu từ Thánh Linh Đức Chúa Trời. And anointing also comes with the word of God. Và tất nhiên sức dầu đến là thông qua lời của Đức Chúa Trời nữa. Amen. When you have these two factors, then the anointing will come. Và khi mình có Thánh Linh của Chúa, có lời của Đức Chúa Trời thì chắc chắn sức dầu sẽ đến. So that's a problem, like I say, this father-son ministry. Thành ra đó là cái rắc rối mà xảy ra liên quan đến chức vụ cha truyền con nối là như vậy. So it's important
order to do the will of God. Thành ra tất cả chúng ta đều hướng đến là chúng ta cần phải làm theo ý muốn của trời. It doesn't matter how small you start. Cho dù cái khởi đầu của chúng ta nó nhỏ bé như thế nào chăng nữa thì đó là điều quan trọng. You're not standing in front of the people. Cho dù mình cũng không được đứng trước mọi người để gọi là giảng dạy. Much of the church work is done behind the scene. Hãy nhớ rằng hầu hết các công việc trong hội thánh á, được hoàn tất là thông qua những chức vụ hay những con người làm việc sau hậu trường. One of the important role is the role of the intercessor. Một trong những cái vai trò rất là quan trọng trong hội thánh là vai trò của người cầu thay. That's the powerhouse of God. Đó giống như là một cái trạm năng lượng, trạm nhiên liệu của hội thánh gì đó. If there's no intercession, then you have a problem with your church. Nhưng hội thánh mà thiếu cái sự cầu thay như vậy là rắc rối sẽ ra cho hội thánh. Amen. Amen. Even the Lord himself praying for us. Ngay cả chính Chúa Giêsu này cũng cầu thay chúng ta cơ mà. Even Holy to give us intercession. Ngay cả Đức Thánh Linh cũng là đứng ở trong chúng ta cầu thay chúng ta mà. But we can learn from Apostle Paul, we pray for one another. Và chúng ta học nên tấm gương của sứ đồ Phaolô là cầu nguyện cho nhau. And where do you, how do you get people to pray? You can be intercessor. Thành ra để chúng ta có sự cầu nguyện như vậy, chúng ta cần dấy lên những người cầu thay. So in the last day, God is raising up many intercessors in every church who's willing to receive the Holy Spirit. Nên vào ngày cuối rốt đây, Đức Chúa Trời đang dấy lên, Đức Thánh Linh đang dấy lên những con người cầu thay là những cái người mà sẵn sàng để Chúa sử dụng họ. I see the intercessor here now. Ở tại đây tôi thấy có những người cầu thay trong hội thánh ngay bây giờ. Amen. Amen. Those who have the heart for intercession, I want you to raise your hand to the Lord. Bây giờ những ai trong quý ông bà anh chị em có lòng để trở thành người cầu thay, tôi muốn anh chị em giơ tay lên hướng về Chúa ngay bây giờ. Yeah, even those who are in the Zoom meeting, hallelujah. Ngay cả những anh chị em nhắm lại qua Zoom nữa. Intercession is one of the integral part of the church life. Chúng ta nhớ rằng là vai trò người cầu thay là một những cái vai trò nhân tố chính rất là quan trọng trong đời sống sinh hoạt của hội thánh. That there's a release now the intercessor anointing here. Nên có sự khai phóng, sự sức giàu cho quý vị người cầu thay trong hội thánh ngay bây giờ. Let it be released of God. Hãy để điều này được khai phóng ra Chúa. Receive the intercession anointing. Hãy nhận lấy sự sức giàu cho những người cầu thay. In the name, receive it. Nhớ danh Chúa Jesus Christ, hãy nhận lấy. One more time, receive it. Nhớ danh Chúa một lần nữa, hãy nhận lấy. In the name of Jesus Christ. Nhớ danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Turn your church into an intercession church. Nên hãy ký hội thánh của mình trở thành một hội thánh của sự cầu thay. Amen. Amen. Pray as often as you can as a group. Nghĩa là cố gắng thường xuyên nhất có thể là cầu nguyện như là một nhà, gọi là một cái nhóm cầu nguyện, một cái ban cầu nguyện trong hội thánh thường xuyên cầu nguyện với nhau. These are the last day that also the enemy is going to be very strong against the church. Nhớ rằng là đây là cái ngày cuối rốt rồi và cái ma quỷ nó tấn công tổng lực để chống lại hội thánh của Chúa. Amen. So you need to pray. Nên về phần chúng ta phải cầu nguyện. And God will give you special intercession. Và Chúa sẽ ban cho anh chị em những sự cầu thay đặc biệt. Some will be groaning in the spirit. Thậm chí có những cái sự thở than, có những cái sự quặn thắt ở trong thánh linh. When you are, there's something, there's what we call the birthing prayer. Có gọi là những cái cầu nguyện mà mang cái tính là giống như là đem sự sinh sôi, sinh sản ở trong hoàng thánh. Anybody has done it before? Ở đây có ai trong anh chị em trải nghiệm điều đó chưa? You be on your knees. Có nghĩa là lúc đó giống như mình đang quỳ gối xuống. There's a pain in your stomach, in your heart. Lúc đó trong lâu của mình có một sự quặn thắt, có một cái sự đau đó. Anybody else? Ở đây còn ai nữa? Có ai yes. Điều đó more đâu? Is coming. Yes. Là nhiều hơn nữa điều này đó. I'm going to release more from you. Yes. Tôi muốn khai phóng điều này nhiều hơn nữa cho anh chị em. Do not stop. Đừng có dừng lại. Until there's a birth coming. Cho đến khi giống như cái sự sinh sôi, sinh sản được đã hoàn tất rồi. Amen. There's anointing here now. Nên có sự sức dầu ngay bây giờ từ đây. Amen. Over there. Yes, I see many hands. Trong những anh chị em nhắm lại qua Zoom cũng vậy. Tôi thấy có những nhiều tay đưa này đưa lên. We call the birthing prayer. Và có những sự cầu nguyện nó mang tính sinh sản. You can also receive on behalf of your friends. Anh em có thể nhận lấy như là sự đại diện cho người bạn hữu cho hội thánh của mình để nhận lấy điều này cho họ nữa. I'm receiving on behalf of my wife. Tôi cũng nhận lại đại diện để nhận lấy cho vợ của tôi nữa. In early days she used to birth prayer. Hallelujah. Từ những ngày đầu và tôi tin Chúa và tôi từng hoàn tháp trong sự cầu nguyện như vậy. Oh Father, let it come, oh God. Hãy cha đi đâu chúng con sẽ để đi đây đó. Let it come. Hãy để đi đây đó. Let it come. Hãy để đi đây đó cho Chúa. Let it come. Hãy để đi đây đó cho Chúa. Let it come. Hãy để đi đây đó cho Chúa. Let it come in the name of Jesus Christ. Hãy để đi đây đó cho danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Pastor, you want to pray? Please pray. Do not stop. You can just stay there and pray. Yes. Yeah. Anyone? Yeah. Anybody? Yes. Yeah.
Ở chỗ như có ai nữa không Yeah, we can stop the teaching now. Yes, that à? is. Chúng ta có thể tạm dừng lại sự giảng dạy ngay bây giờ cũng được, không sao hết. Yeah, those who feel that they're coming, you want to pray, you want to cry, it's okay. À, những anh chị em nào cảm thấy cái sự đau đớn, sự hoàn thất trong lòng mình, muốn cầu nguyện một cơn tiếng lớn lên cầu nguyện, cứ anh chị cứ cầu nguyện, không sao hết đâu. It's a teaching, it's an impartation class. À, thì đây đây là lớp của sự giảng dạy lời Chúa, lớp sự truyền tải sức giao nữa. Yeah, please carry on, you learn more. À, anh tiếp tục đi anh chị em, tiếp tục lên nhiều hơn More nữa, God. nhiều hơn nữa thưa Chúa. Those in the Zoom, you feel like pray, pray, don't À, worry. những anh chị em này đang nhóm lại quay xuống, anh chị em cảm nhận mình cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. As you step doing that, you find a greater impartation. À, anh chị em nào tiếp tục làm điều đó, anh chị thấy sự chuyển tải sức giàu rất là mạnh mẽ. Receive it, hallelujah. Hãy nhận lấy, Do it. hãy làm đi, Do hãy làm theo, it. hãy tiếp tục. Do it. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 If we have some soft music, some piano music, yes. Giờ xin có ai có thể chơi đàn piano nhẹ nhàng, Yeah, just play some music that will open your heart. hãy đàn theo cái giai điệu mà Chúa đặt để trong lòng của Yeah, just get ready, yes, yeah. You want to kneel, you mình. can kneel. You want to sit, you can sit. Anh chị em hãy tự do trong thánh linh của Chúa. Anh chị em thấy mình cần ngồi hãy ngồi, thấy cần quỳ hãy quỳ. Hallelujah. 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 Shudorobukarabashata. Rabababababa. Rabababababa. Rabababa. Yes. Oh, rabababababa. Rabababababa. Focus on the Lord. Hãy focus tiếp on tục the Lord. Tập trung vào Chúa. Tiếp tục tập trung vào Chúa. Don't look here. Look to the Lord. Đừng có nhìn vào chúng tôi. Tập trung vào Chúa. But some of you is a revival, revival. Don't stop anyone. Carry on. Just. What we do here, lay hand on her, lay hand on her. Yeah, lay hand on her. Lay on her. Let her give birth. Lay hand on her, lay hand. On the stomach. Lay hand, yeah. Dạ, cứ đặt tay trên vai con được rồi. Lay hand. Dạ, cứ đặt tay trên vai con được rồi. Prenta kraba shaka darama. Shere la ba 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 ba. Tiếp tục. Is anybody here? Dạ, tiếp tục. Come, yeah. Put hand. Ba ba shaka darama ba. Lay hand. Đặt tay. Cứ đặt tay trên con được rồi. Dạ, chứ cái chân ở bên cạnh đặt tay trên con. Lay hand, yeah. Don't stop her. Lay hand. Đừng có dừng cổ lại. Đừng có dừng cổ lại. Shere ba 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 kraba ba. Đừng có dừng cổ lại. Shere ba 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 kraba ba. Tiếp tục. Shere, don't stop anyone. Lay hand. Đừng có dừng bất cứ ai lại. Kraba ba ba. Kraba ba ba ba. Kraba ba ba. Kiriyan dara ba kraba ba. Kiriyan dara ba kraba ba. Kraba ba ba. Re ba ba riyan dara ba kraba ba. Re ba ba re be 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 be. Kraba ba. Raba baba, 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 raba raba baba, 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 raba baba
Rababa yandere baba yandere bore mama yandere bere mane. Rababa yandere baba yandere baba yandere bere be. Rababa yandere baba kere yandere baba yandere bore mama. Rababa yandere baba baba yandere baba kura baba. Rababa yandere baba kere yandere baba kura baba. Reba yandere baba kura baba. Reba yandere baba kura baba. Kere yandere baba kura baba. Kere baba yandere baba baba. Bere bere yandere baba baba. Reba yandere baba kura baba. Reba yandere baba kere. Kere baba kere baba. Reba Baba yandere bakiri yandere baba yandere baba reba kiri yandere bakiri baba baba yandere baba 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 yandere baba 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 yandere bakiri baba 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 Rababa yandere baba 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 ba
Can somebody sing? Xin mời một ai đó lên hát tiếp tục. Yes. A singer, yes, come. Yeah, sing hallelujah to the Lord. Yeah, you can sing in Vietnamese if there yeah, is. Dạ, em hát được trong tiếng Việt, dạ em cứ hát. Hát hallelujah ngợi Chúa Cha. Hát hallelujah ngợi Chúa Giêsu. Hallelujah. Yes, it does.
Father, we thank you, Lord, for coming in today. Thưa Cha, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến giữa vòng chúng con ngày hôm nay. Lord, let your presence continue to linger in this place. Lạy Chúa, để sự hiện diện của Ngài tiếp tục cứ ở tại nơi đây. And open our heart to receive what you have for us today. Và mở tấm lòng chúng con ra để chúng con có thể nhận được, tiếp thu được những gì mà Chúa dành cho chúng con trong ngày hôm nay. We pray in the name of the Lord Jesus Christ. Con cầu nguyện điều này nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. After lunch, I try to explain. Sau khi nghỉ giấy, khi ăn trưa xong và quay trở lại, tôi sẽ giải thích thêm. What we call the birthing prayer. Cái điều mà chúng ta đã nói khi nãy đó là cái lời cầu nguyện để đem đến sự sinh sản. Nó mang tính là có sự hoàn thắc về phương diện thuộc linh như thế nào. Some of you have never experienced before, so it may be strange. Một số người trong quý ông bà chị em có thể chưa bao giờ nghe chuyện này trước đây, nên có vẻ có thể một số người cảm thấy nó lạ lắm với mình. So after lunch, I will try to explain, give you some scripture. Và sau khi nghỉ trưa quay trở lại, tôi sẽ giải thích cho anh chị em cũng như là cung cấp thêm những câu kinh thánh cho anh chị em. How do we handle when such thing happen to your life? Thành ra chúng ta biết rằng là khi mà cái điều này xảy đến cho đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ làm gì lúc mà chúng ta có những sự hoàn khắc về phương diện thuộc linh như vậy. So we thank God, really God come here and touch some of you. Chúng ta tạ ơn Chúa rất nhiều vì Chúa đã đến đây giữa vòng chúng ta và Ngài tác động trên một số người trong quý ông bà chị em. And perhaps maybe you can share what the Lord tell you or when you are there, what happened to you? Thì có thể nếu có thời gian thì chúng ta sẽ có dịp nghe lời làm chứng của anh chị em về cái điều gì đã xảy ra cho anh chị em lúc mà anh chị em kinh nghiệm cái sự hoàn thác trong lúc cầu nguyện trong thời gian vừa rồi.
Yeah, so in a Zoom in future when you have exchange before, at least you know what is the Lord doing. Thật ra những anh chị em nào nhắm lại qua Zoom thì anh chị em cũng biết được rằng trong tương lai nếu như có những cái biểu hiện như vậy xảy ra trong đời sống anh chị em thì đồng thời anh chị em cũng biết mình là cần phải làm gì trong cái lúc đó. Amen. Amen. So I see you after lunch. Vậy thì tôi sẽ gặp lại quý ông bà anh chị em sau giờ ăn trưa và mấy giờ chúng ta sẽ quay trở lại? Dạ, 1:30 chúng ta sẽ quay trở lại. Hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em lúc 1:30. Những người đang nhắm lại. Have a good lunch, everyone. Chúc quý ông bà anh chị em ăn ngon miệng. Hẹn gặp lại lúc 1:30. Shalom. 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 Dạ, vâng. Cháu.